Nãy giờ sao nó vẫn chưa xuất hiện ta? Trời ơi. À, và đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì cái con Nincada nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Đó. Con này thì mình có bắt nó rồi. Và mình cũng có tiến hóa nó luôn rồi. Đó. Nhưng mà trong tập hôm nay chúng ta sẽ cần tới nó. Nên mình sẽ thu phục nó một lần nữa nha các bạn. Đây, em nó đây, Nincada. Mình sẽ lụm nó lẹ luôn mà Whip Bond nha các bạn. Cứ Whip Bond mà xả thôi nè. Rồi, Whip Bond. Lần này thì thành công rất là dễ dàng luôn. Nó còn một em nữa kìa. Thôi, nhưng mà chúng ta đã đủ rồi. Thôi, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái hội quán hệ bọ nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại đây. Thì hãy xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách về những Pokemon hệ ma nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi tiến hóa mấy em nó luôn nha các bạn. Ok, ở đây mình có chuẩn bị một cái list sẵn hết rồi nè. Đó. Thử thách Pokemon hệ ma. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này và tiến hành tiến hóa một vài con trước đi. Đầu tiên là cái con Misdreavus này nha các bạn. Đây, Misdreavus. Mình sẽ tiến hóa nó bằng Death stone nha. Đó. Cứ cho Death stone để mà nó tiến hóa thôi các bạn ơi. Cái con này các bạn có thể thu phục nó ở những cái tòa tháp ma đó các bạn à. Wow, nhìn mắt nó nè, mắt đỏ, ghê vãi chướng. Ui, và nó có áo tròn và cả cái mũ phù thủy luôn nè. Đây là Mismagius nha các bạn. Ôi, chúng ta lại có thêm một em Pokemon hệ ma nữa rồi. Đó, quá là tiện luôn. Rồi, em tiếp theo sẽ là em Duskull nha các bạn. Đây, song kiếm. Mình sẽ tiến hóa nó luôn bằng Dusk Stone luôn nha. Em này thì cũng dùng Dusk Stone để mà tiến hóa luôn. Để coi thử song kiếm thì nó sẽ tiến hóa lên con gì nào. Rồi, để mình coi nào. Sala. Ôi, con này nhìn khá là lạ các bạn ơi. Đây là Aegislash các bạn à. À, con này có vẻ hình như là kiếm và khiên các bạn ơi. Nhìn khá là đẹp ha. Ok, chúng ta sẽ cất hai em này vào. Quá xịn. Bây giờ mình sẽ lấy thêm những con khác ra. Chúng ta sẽ lấy con Yamask ra nha các bạn. Yamask. Và một con nữa đó chính là con Duskull. Đây, Duskull. Ok. Bây giờ mình sẽ vào trong đây và tiến hóa nha bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa cái con Nincada trước đã. Thì mình sẽ cần chừa một cái slot trống, cũng như là chuẩn bị một cái quả Pokeball. Đó, để mà chúng ta cần cho một con Pokemon hệ ma tiếp theo. Con đó là con gì? Tí nữa các bạn sẽ biết thôi. Đó, hình như có con gì đó nó đã tiến hóa đó bạn ơi. Đây. Học được skill mới nè, hủy thôi. Metal Claw, skill này khá là mạnh, mình sẽ thay bằng Sen Attack nha các bạn. Ok, rỉnh thôi các bạn ạ. Và cái em Nincada hồi nãy nó đã tiến hóa đó nè các bạn ơi. Đó. Thì mình có cho con Nincada tiến hóa một lần rồi. Đó. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ cần hơn các bạn ạ. Đây, nó đã tiến hóa lên con Ninjask rồi nè. Con này mình đã có rồi. Đó, Fury Cutter hả? Mình sẽ thay luôn. Thay luôn bằng Fury Swipes nha. Đó. Và đấy các bạn ơi, cái con mà mình cần đây, đó chính là Shedinja nha các bạn. Nó là con này đây. Nó có thể được nhận mà khi chúng ta tiến hóa con Nincada mà phải chừa một slot nha. Đó, và chuẩn bị một cái quả Pokeball mới được nha các bạn. Nó như là cái vỏ thôi các bạn à, nhìn khá là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ cất nó vào trong đây đi. Nó có cái vòng thiên thần ở trên đầu nữa kìa. Ok, tiếp tục tiến hóa ba con này luôn nha các bạn. Mình còn ba con nữa thôi. Tại vì cái hệ ma thì mình cũng có còn thiếu á, khá là ít Pokemon nên không có sao cả. Chúng ta sẽ dùng con Entei này để mà luyện cấp chứ. Dùng cái con súp bẹt hồi nãy là nó hành cho ra bả luôn đó. Ok, tiếp tục luyện cấp nào các bạn ơi. Lydian hả? Học được em Pago nè. Thôi. Skill không có sát thương là mình không có học đâu. Và em Forest dress này luôn. Mày hả con? Rồi, rinh thôi các bạn ơi. Wow, và hình như chưa có cái con gì nó tiến hóa nè. Ok, vậy chúng ta lại tiếp tục luyện tiếp thôi. Mấy em Pokemon này nó đòi hỏi level cao quá. Ok, Rose Ray hả mày? Lydian hả? Và em Forest dress này. Ok, có một con nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Skill này có sát thương nè, mình sẽ thay bằng skill này liền. Và Duskull. Wow, cái con đầu lâu này nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Đó, ma đầu lâu các bạn à, nhìn rất là ghê ha. Ui, nó lên cái con gì giống xác ướp quá vậy. Đây là Dusclops nha các bạn. Shadow Bone nè, mình sẽ thay bằng skill này đi. Đó, đây là Dusclops, chúng ta không thể cưỡi nó. Và con này nó có một mắt các bạn ơi. Hình như nó còn một cái dạng nữa nhưng mà phải trace nó mới được các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho hai con nữa nha. Đó, mình còn hai con nữa thôi. Ê, nó lại hút máu của mình rồi kìa. Chết tôi rồi. Phải dùng skill Z mới được các bạn ơi. Đó, may quá. Power Split hả? Power Split mình sẽ không học luôn đi. Và hình như cái con sub bệt của mình nó đã tiến hóa rồi nè. Quá đã các bạn ơi. Ui, có skill mới nè, mình sẽ thay bằng skill này liền. Đó. Đây, sub bệt của chúng ta nó đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Wow, Pokemon hệ ma các bạn ơi. Nhìn khá là ghê ha. Ui, và nó đã lên con Banette nha các bạn. Cái con Banette này chúng ta có thể tiến hóa Mega được nha các bạn. Các bạn nhìn cái miệng đó nè. Ui. Cái miệng nó có cái sạc, ba tia á. Nó kéo lại nữa chứ, vãi chưởng thật. Ok, bây giờ còn một con nữa thôi. Chúng ta sẽ cố luyện cấp cho nó thiệt là nhanh luôn nha các bạn. Ây da, sao cái skill Z này nó không có tác dụng vậy? Và như nó cũng đã tiến hóa luôn rồi các bạn ơi. Khá là xịn rồi đó. Đây, để chúng ta xem thử nào. Yamask của mình nó đang tiến hóa rồi nè. Đó. Con mặt nạ các bạn ơi. Và để coi nó sẽ lên con gì đây. Con quan tài luôn hả? Ghê quá vậy. Đây là Cofagrigus các bạn ơi. Wow. Cái con quan tài của Pharaon các bạn ạ. Và cái con này thì nó hay xuất hiện tại mấy cái đền của Asus đó mấy bạn ạ. Mấy cái Time Space All Star đó các bạn ạ. Đó, cũng khá là hay ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi thử nào. Wow, con này đúng không? Chúng ta sẽ lấy Suicune ra thôi. Quên, mình phải lấy hụt ba ra chứ. Quên, mình đã hết cái con hệ ma để mà tiến hóa rồi. Lấy hụt ba ra để mà bay được chứ, tôi quên mất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi qua một cái vùng khác nha các bạn. Đó, mình sẽ đi qua cái vùng Root Forest nha. Những cái vùng cây nắp nhà nè các bạn ạ. Đó, cây mái nhà. Tại vì nó khá là rậm rạp đó các bạn ạ. Chúng ta có thể đi trên đỉnh của thân cây được đó. Đỉnh của cái cây chứ. Rồi, để mình coi thử mấy em Pokemon hệ ma ở đây nó có chịu xuất hiện cho mình hay không. Và đây có một cái Poke chest nè, chúng ta kiểm tra xem. Nightmare hả? Ác mộng. Wow, skill khá là đã các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ để gia đình skill đó đi. Khá là xịn. Ok, tiếp tục đi tìm bọn Pokemon khác thôi các bạn ơi. Có một cái lỗ sâu các bạn à. Ultra Wumhu. Đó, cái đó là cái cổng để dẫn tới thế giới Ultra đấy các bạn ạ. Khá là xịn ha. Wow, bên kia còn một cái cổng nữa kìa. Quá đã luôn. Nãy giờ thì vẫn chưa thấy gì hết các bạn ơi. Trời ơi, khá là khổ cực luôn đó. Làm tôi tìm nãy giờ. Nãy giờ là mình tốn tầm 3 ngày trong Minecraft rồi, vẫn chưa thấy cái con Pokemon mà mình cần tìm các bạn ạ. Bên đây nó có một cái Poke chest nè, để chúng ta đi qua kiểm tra thử xem. Đây. Em Chaicho nó đã xuất hiện rồi nè các bạn ạ. Ui, cái con này là cái con mà tập trước mình tìm nè. Trời ơi, tập trước thì nó không chịu xuất hiện nhưng mà tập này nó đã chịu xuất hiện rồi. Đây, nó đây các bạn ạ. Mình không thể quên cái hình dáng của nó được. Lụm nó lẹ luôn mà Whip Bond nha các bạn. Wow, cấp 30 mấy luôn hả? Vậy thì không sử dụng được Charmobon rồi, Liverbon rồi. Hơi căng. Vậy mình sẽ đi qua quả Duskull đi các bạn ạ. Champion. Tự nhiên tập này nó lại xuất hiện. Khá là xịn luôn. Wow, có vẻ con này khá là cứng đầu đấy các bạn ơi. Cho mày một quả Duskull nữa nè con. Cứng đầu vãi chưởng các bạn ạ. Ui, nó vẫn không chịu thu phục nè. Không chịu khuất phục hả mày? Nó còn ru ngủ mình nữa chứ. Chỉ quá hụt ba cho nó sợ liền chứ. Đây, lần này mình lại tiếp tục xài Duskull nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ thử tiếp đi. Ui, mình tưởng thành công rồi. Ui, nó thoát ra rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển qua Charmobon đi. Lần này thì hết nước với nó thôi. Charmobon mà xả ra anh em ạ. Ô, nó vẫn không chịu luôn. Champion, sao mày cứng đầu quá vậy? Tiếp tục là một quả Charmobon nữa nha các bạn. Rồi, lần này có vẻ không ổn rồi. Nó lại ru ngủ mình nữa. Các mình sẽ chuyển qua combo mon khác mới được. Trước đó thì mình sẽ spam thử một quả đi. Không thành công các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải chuyển qua cái con khác đi. Như là Mesprit chẳng hạn. Đó, khá là cứng đầu ta. Cho Mesprit ra lò nào. Rồi, lần này thì tiếp tục là Charmobon nữa nha. Và lần này thành công rồi các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Ok, lại thêm một em Pokemon nữa rồi. Champion, nó đây các bạn ạ. Để mình coi thử. Wow, nó có những skill khá là lạ. Con này cái thước nhỏ nhưng mà trừ speed cũng không xịn như lắm. Nãy giờ thì mình đi tìm rất là nhiều rồi. Nhưng mà vẫn chưa có những con cần thiết. Đây là con Hornash nha các bạn. Đó, cấp 1 của cái con song kiếm hồi nãy đó. Đó, con song kiếm mà cái lúc đầu video mình có tiến hóa đấy các bạn ạ. Khá là đẹp. Ồ, skill mới nè. Chúng ta sẽ thay skill liền. Ok, thì chắc video hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Khá là đáng buồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hôm nay mình đã thực hiện xong thử thách về những Pokemon hệ ma rồi nha. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn like fanpage của mình để cập nhật thêm thông tin mới nhất về kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.